Cưng, đi sang nhà bác Hùng hái cho chị ít rau. Nhưng mà nhà bác Hùng bỏ hoang bao nhiêu năm như thế, làm gì có rau hả chị? Tháng trước bác Hùng về chơi, chị đã hỏi bác trồng nhà ít rau sạch rồi, bây giờ mày chỉ việc sang đấy hái là được. Thế nhưng mà... Sao đây? Mày đừng có nói với chị là mày vẫn còn sợ ma đấy nhá. Không, em lớn thế này rồi thì sợ ma cái gì nữa. Chị đừng có suy đoán linh tinh. Thế sao? Chị bảo mày sang để hái rau mà cái mặt của mày tái nhợt ra thế. Tự nhiên em bị đau bụng quá. Hay là chị sang đây hái rau giúp em đi, để em đi vệ sinh cái đã. Chị cũng đang bận rắn em trong nhà kia kìa. Mày đi vệ sinh đi, rồi đi hái rau cho chị cũng được. Hay là chị cứ đẩn em đấy, em dán cho. Thôi, ta xin mày. Mày có biết quấn em đâu mà. Rồi á, mày quấn á, nó trở thành cháo lợn. Chị đừng có mà coi thường em. Bây giờ tài nấu ăn của em á, đã lên một tầm cao mới rồi. Thế thì kệ mày, mày đi hái rau cho chị đi. Để chị còn nấu cơm, không có đến chiều, chả được ăn bây giờ. Vâng, thế để em đi ngay ạ. Thế không đi vệ sinh nữa à? Em hết buồn rồi, để em đi hái rau ạ. Mày tưởng mày qua được mặt chị á? Vẫn còn xanh và non lắm em ạ. Thôi chết rồi, chào em. Không có ma, không có ma. Trên đời này làm gì có ma. Mày không được sợ, không được sợ. Chắc là con mèo thôi, không sao đâu. Ai đấy? Đừng có dọa tôi nhé, tôi không sợ đâu. Ma, con ma. Vừa mới dọa qua thế đã chạy mất dép rồi. Đàn ông gì mà yếu đuối thế. Bỏ cả điện thoại để mà chạy luôn. Chị Tuyết ơi, rau của chị đây. Hái có tí rau mà sao đi lâu thế? Em gặp đứa bạn nên là đứng lại nói chuyện với nó một lúc thôi mà. Sao rau này tốt thế? Chị nhớ là rau bên nhà bác Hùng còi cọc lắm cơ mà. Có phải mày ra chợ mua không đấy? Không, em sang đấy lấy thật mà. Chắc do mấy hôm trời mưa nhiều nên là rau mới tốt đấy. Sao cái mặt của mày tái nhợt đi thế? Có chuyện gì à? Không, không có gì đâu ạ. Chị cứ nấu cơm đi, em ra đây tí. Cơm sắp chín rồi, mày còn đi đâu nữa? Nếu chị đói thì cứ ăn trước đi, em ra đây có chút việc đã. Cái thằng này nó bị làm sao ấy nhở? Hay là nó gặp ma? Làm sao để lấy lại điện thoại bây giờ nhỉ? Không lẽ lại nhờ chị Tuyết à? Anh Cường, anh đi đâu đấy? Đúng rồi, may quá có em ở đây. Em đi cùng anh sang nhà bác Hùng nhá. Vào đấy làm gì hả anh? Có việc, em cứ đi cùng anh đi. Nhưng mà em đang có chuyện muốn nói với anh đây. Có gì để sau đi. Đi cùng anh đã, nhanh lên. Này. Anh đưa em vào đây làm gì đấy ạ? Em yên tâm, chỉ cần đứng đây đợi anh một lúc là được. Lát nữa anh sẽ kể cho em nghe. Đừng im đấy.
Rõ ràng là vừa nãy nó chỉ rơi quanh đây thôi mà. Sao bây giờ lại không thấy nữa nhỉ? Hay là con ma đấy nó lấy mất rồi? Em cười gì đấy? À, không có gì anh ạ. Anh cứ tìm tiếp đi. Ừ, thế em đứng chờ anh một tí nhá. Vâng. Cung ma. Ma nào ở đây? Tiếng cười của em đấy. Em đừng có đùa anh. Tiếng cười của em sao lại ghê rợn thế được? Thì em cố tình cười trêu anh thế thôi. Nhưng mà tiếng cười của em sao giống con ma anh gặp thế? Thì con ma anh gặp là em đấy. Hả? À? Sao lại thế được? Lúc đấy em đang quét dọn trong cái kìa, nghe thấy tiếng bước chân thì ngó ra nhìn thấy anh. Mà em nhớ là ngày xưa anh sợ ma lắm, em muốn dọa thử cái, ai ngờ chạy rơi cả điện thoại. Thì ra là em à? Thế mà anh cứ tưởng. Điện thoại của anh này. Anh xin nhá. Lần sau có sợ quá thì cũng đừng để rơi điện thoại, phải ôm hết đồ trên người. Người xấu mà nhặt được á, người ta chẳng trả lại cho anh đâu. Tự nhiên anh lại thấy xấu hổ với em ghê. Không sao không sao, sợ ma cũng bình thường mà, trên đời này có ai hoàn hảo đâu. Cảm ơn em đã an ủi anh. Không có gì ạ. Mà tại sao em lại quét dọn ở đây? Bác Hùng thuê mẹ em quét dọn ở đây một tuần một lần. Nhưng mà hôm nay mẹ em bận đi ăn cưới, cho nên em phải qua đây phụ mẹ em đấy. À, thì ra là vậy. Thế em đã dọn xong hết chưa? Em dọn xong hết rồi ạ. Vậy bây giờ mình đi về nhé. Vâng. Phương Anh. Em đi đâu vậy? Em đi ra chợ anh ạ. Anh cũng đang đi chợ này. Để anh đèo em đi nhá. Thôi anh ạ, em đi bộ cũng được. Đi bộ làm gì cho nó mỏi chân hả em? Cứ lên xe anh đèo. Yên tâm, anh không lấy tiền đâu. Thôi, anh cứ đi trước đi. Em thích đi một mình hơn. Em chê xe của anh à? Em không có ý đó. Chẳng qua là em thích đi bộ thôi. Anh cứ đi trước đi ạ. Em thích đi bộ chứ gì. Thôi được rồi, để anh đi bộ cùng em luôn. Còn xe của anh nữa cơ mà. Anh cứ để ở đây, tí về anh lấy sau. Thời buổi bây giờ trộm cắp nhiều lắm, anh để đây thế nào cũng mất. Em nói cũng phải. Thế thì để anh dắt đi cùng luôn. Thôi anh ạ, à, anh làm gì mà phải khổ thế. Anh cứ đi trước đi. Phương Anh này, em cũng biết là anh thích em mà. Tại sao em cứ né tránh tình cảm của anh vậy? Anh Hải ạ, à, em cảm ơn anh vì tình cảm mà anh đã dành cho em. Nhưng mà tình cảm không thể ép buộc được. Anh thông cảm giúp em. Không đúng, các cụ đã nói rồi, mưa dầm thì thấm lâu. Anh tin anh chỉ cần theo đuổi em một thời gian nữa thôi, kiểu gì em cũng sẽ thích anh. Anh nghĩ thế thì em cũng chả còn gì để nói nữa. Bây giờ em có việc phải đi rồi. Em chào anh. Phương Anh. Em đừng đi, anh còn chưa nói hết với em cơ mà. Anh làm cái gì đấy, bỏ ra. Anh rất thích em. Em là người yêu anh nhá. Nhưng em không thích anh, buông tay ra. Em mà không đồng ý là anh không buông đâu. Anh Hải, anh làm thế này không hay đâu. Chẳng có gì là không hay cả. Em đồng ý yêu anh đi. Em xin anh, để cho em có một chút tôn trọng về anh đi. Em kêu lên, mọi người nhìn thấy là hiểu lầm đấy. Anh mặc kệ, hiểu lầm thì hiểu lầm, anh sợ cái gì. Bỏ ra. Không bỏ, anh không bỏ. Này, thằng kia, mày làm gì em dâu tao ra hả? Này, bà nói vớ vẩn cái gì đấy. Ai là em dâu của bà? Chị ơi, chị giúp em với ạ. Mày có bỏ nó ra không để bảo? Tôi không buông đấy, bà làm gì được tôi. Ê. Mày thách nhầm người rồi đấy. Này bà kia, bà đừng có tưởng bà là phụ nữ mà tôi không cần đánh bà đấy nhá. Mày đánh đi, mày nhảy vào đây. Bà nhớ mất tôi đấy. Phương Anh, em có bị làm sao không? Dạ, em không sao đâu ạ. Em cảm ơn chị. Cái thằng mất dạy này, hôm nào ấy chị phải tìm cách dạy cho nó một bài học mới được. Thôi chị ạ, cứ kệ anh ấy đi, tốt nhất không gây thù hằn gì cho đỡ phiền phức. Nhưng mà nó động vào em dâu của chị,
chị không thể bỏ qua cho nó được. Chị lại gọi em như thế rồi, để người khác mà nghe thấy, người ta tưởng em là em dâu chị thật đấy. Chuyện này ấy, chỉ là sớm muộn thôi mà. Thằng Cường nhà chị nó cũng thích em. Chị cứ nói thế, anh Cường là chủ tịch tập đoàn lớn, anh ấy có thiếu gì gái theo đâu ạ. Gái theo ấy là việc của gái theo. Thằng Cường nhà chị nó thích em cơ mà. Em tin chị đi, rồi hai đứa sẽ thành đôi. Thôi chị ạ, chuyện duyên số cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, mình không nên nói trước. Thôi được rồi, em không thích nhắc đến chuyện đó nữa thì chị không nói. Vâng ạ. Nhưng mà chị bảo này, lần sau ấy, đứa nào mà trêu ghẹo em ấy, bảo chị xử lý nó. Dạ, em biết rồi ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Ơn với huệ gì. Mà em định đi chợ đúng không? Vâng ạ. Thế thì đi, chị cũng muốn đi ra chợ mua con cá về nấu canh chua. Đi em. Dạ. Chào đá của anh ạ. Vâng, em xin ạ. Sao mình lại nhát gan thế nhỉ? Ma nó có làm được gì mình đâu mà mình phải sợ nó. Phải vượt lên chính mình mới được. Cũng có gì đâu, chỉ là một căn nhà bình thường thôi mà. Sao từ trước đến nay mình lại sợ hãi thế nhỉ? Thằng Cường kia, mày dình mò trộm cắp gì ở đây đấy hả? Tao vào đây chơi, chứ có trộm cắp gì đâu. Trong này có ai ở nhà đâu mà mày vào chơi. Nhìn cái mặt mày ấy, là tao nghi lắm đấy nhá. Mày đừng có mà linh tinh, tao không có thói xấu này đâu. Ai mà tin được mày? Tin hay không ấy, thì tùy mày. Hai anh ấy đang làm gì ở đây thế nhỉ? Thôi được rồi, chuyện đó tạm thời bỏ qua. Bây giờ tao còn một chuyện khác quan trọng hơn muốn hỏi mày đây. Chuyện gì thế? Có phải mày thích Phương Anh không? Sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện này? Bởi vì tao thích Phương Anh, thế cho nên là tao cần biết những thằng nào cũng đang thích Phương Anh, để tao còn tiêu diệt bớt. Vậy sao? Thế thì từ bây giờ tao với mày sẽ phải đối đầu với nhau đấy. Được. Đã thế thì hôm nay tao sẽ giải quyết mày ở đây luôn. Mày định làm gì? Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay nếu như tao đánh thắng mày ở đây ấy, thì mày phải tránh xa Phương Anh ra. Còn nếu như mày thắng tao, tao sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Mày vẫn trẻ con như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào cả hai ạ. Đừng có nói nhiều. Mày có dám đánh với tao không? Nói một câu. Tao không thích đánh nhau. Với lại Phương Anh không phải là món đồ để giành giật theo cách đó. Mày sợ rồi đúng không? Vậy thì từ hôm nay ấy, bỏ ngay cái ý nghĩ thích Phương Anh đi. Tao không sợ, nhưng việc tao thích Phương Anh là quyền của tao. Mày không có tư cách cấm hay cản. Nói nhiều với mày điên thế nhỉ? Tao phải cho mày một trận mới được. Anh Hai, anh dừng lại đi. Anh mà đánh anh Cường là em báo công an đấy. Phương Anh, em đến lúc nào vậy? Em đến được một lúc rồi ạ. Thế là em đã nghe hết rồi à? Em mau tránh ra. Chuyện của đàn ông, đàn bà đừng có xen vào. Cho dù anh có đánh thắng anh Cường thì em cũng không thích anh đâu. Vì sao? Anh cứ biết như vậy là được rồi. Đã thế thì thằng này cũng đếch cần nữa. Tao nhường hết cho mày đấy. Phương Anh này, chắc khi nãy em cũng đã nghe hết những gì anh nói với thằng Hải rồi. Anh thật sự rất thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được không? Sao anh lại thích em chứ? Em có điểm gì đặc biệt đâu. Anh nghĩ là khi thích một người thì không cần lý do gì cả. Chỉ cần lúc nào cũng nghĩ đến người đó, được ở bên và trò chuyện cùng người đó là đủ rồi.
Nhưng mà em chỉ là một cô gái quê mùa thôi. Anh không sợ người khác chê cười khi có người yêu như em à? Không, anh không quan tâm đến điều đó đâu. Chỉ cần chúng mình thật lòng yêu thương nhau thôi. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Thật ra em cũng thích anh. Thích từ lâu rồi cơ. Nhưng mà em không dám nói. Tại vì... Anh hiểu em muốn nói gì. Bây giờ em đã hiểu lòng anh rồi. Em là bạn gái của anh nhé. Anh sẽ không hứa hẹn gì cả. Bởi vì anh muốn chính anh là người mang lại hạnh phúc cho em. Em đồng ý.